anh em. Để có thể cập nhật nhanh chóng các bài giảng và video, anh em hãy bấm nút subscribe trên YouTube. Anh em có thể yêu cầu bài giảng, đặt câu hỏi, xem livestream và xem các video nhảm nhí mình làm thì hãy search Hiển Râu Guitar trên Facebook rồi bấm like nhá. Thì đôi môi em còn đỏ mọng, em muốn nói em yêu anh. Khi bên con trong hơi thở, lại gần hôn anh đi. Mình hiện. Ok, với các bạn hôm nay là mình sẽ tiếp tục hướng dẫn anh em chơi các bài hát. Thì đợt này là cũng chăm lắm, đợt này định tính là làm rất nhiều các bài luôn. Thì về các bạn là kiểu mình thích thì mình làm thôi. Đó là các bạn. Thì hôm nay là tớ sẽ hướng dẫn anh em một bài bởi vì là có rất nhiều anh em ở phía kiểu mấy bài trước bảo ở dưới comment là tớ làm bài đấy đi bởi vì là bài này hay. Đấy thì tớ cũng vào nghe thử thì tớ thấy bài đấy cũng được mà đánh thì cũng dễ, chỉ có bà bấm thôi. Hôm nay thì tớ sẽ hướng dẫn anh em bài Một Đêm Say của Thịnh Suy. Đấy, nói chung là bài này nó dễ lắm, nó chẳng có gì cả, nó chỉ có đúng bà bấm la trưởng phang thứ với đệ trưởng là bài này chơi được luôn. Thì tớ sẽ hướng dẫn anh em đánh làm sao cho nó giống nhất có thể và nên chơi kiểu như thế nào và nếu mà muốn chơi dễ thì chơi như thế nào. Đó, bài hay như vậy. Thì chúng ta cùng vào xem bài này có gì nữa nhá. Ok, hợp âm đầu tiên của chúng ta thì chúng ta sẽ chơi ở trên khoang 5. Mình sẽ hướng dẫn anh em cái kiểu hợp âm nó đúng giống gốc bài hát nhất. Sau đó mình sẽ hướng dẫn anh kiểu đơn giản hơn. Đầu tiên là chúng ta sẽ đếm 1 2 3 4 5. Chúng ta sẽ chơi hợp âm la trưởng. Nhưng mà la trưởng ở trong bài này chúng ta chỉ chơi như thế này thôi. Đấy là chúng ta cho một ngón út lên vị trí này. Đấy, ok, cho ngón út cho vào đây. Ngón trỏ cho vào đây. Đấy, ngón trỏ là dây 6 khoang 5. Ngón áp út là dây 5 khoang 4. Đó, ok chưa? Chúng ta chỉ chơi thế thôi. Xong anh em ngồi chơi nhà, anh em bấm như thế này. Một ngón vào đây, một ngón vào đây. Xong chưa, chưa để thế này thôi. Đây chúng ta sẽ chơi la trưởng như thế này. Ok chưa? Tiếp theo thì chúng ta sẽ giữ nguyên như thế này. Anh em kéo về 1, 2, 3. Chúng ta sẽ có hợp âm pha thăng thứ nhưng mà chơi kiểu đơn giản trong bài này nên chúng ta chỉ chơi một ngón đây. Ngón trỏ chúng ta bấm vào dây 6 khoang 2, ngón út chúng ta bấm vào dây 5 khoang 4. Đó, ok chưa? Sau đó chúng ta sẽ có hợp âm rê thứ, đấy là chúng ta sẽ bấm như thế này. Anh em cho ngón trỏ vào vị trí dây 5 khoang 5, ngón út này vào dây 4 khoang 7. Đó, chỉ thế thôi. Đó, ok chưa? Chỉ đơn giản thế thôi. Đối với la thì chúng ta sẽ đánh từ dây 6, 6 và 5. Đó, khoang thứ, chúng ta sẽ đánh từ dây 6 và 5 giống thế. Rê, chúng ta sẽ đánh từ dây 5 và dây 4. Ok chưa? Bài này về đại khái là nó chơi hợp âm như vậy. Còn nếu như anh em muốn chơi hợp âm nó đúng đơn giản hơn, nó không phải là kiểu đấy, thì chúng ta sẽ chơi la trưởng như bình thường thôi. Hợp âm la trưởng bình thường là chúng ta sẽ cho một ngón út vào đây. Đấy, vào dây 2 khoang 2. Ngón áp út vào dây 3 khoang 2. Ngón giữa vào dây 4 khoang 2. Đánh từ dây 5 trở đi, chúng ta sẽ có la trưởng. Đấy. Pha thăng thứ chúng ta thì sẽ kẹp, tức là chúng ta sẽ kẹp toàn bộ khoang 2 lại. Chúng ta phải kẹp toàn bộ khoang 2 lại. Các bạn cho ngón út vào vị trí dây 4 khoang 4 và ngón áp út vào dây 5 khoang 4 và chặn toàn bộ khoang 2 lại. Và cuối cùng là rê trưởng. Một ngón vào đây. Dây 2 khoang, dây 1 khoang 2. Ngón áp út vào dây 2 khoang 3 và ngón trỏ vào dây 3 khoang 2. Đánh từ dây 4 trở đi. Đây là ba hợp âm của chúng ta. Đó, đơn giản như vậy thôi. Còn nếu như mà các bạn mà muốn chơi theo kiểu mà nó dễ một tí mà nó kiểu nó không có hâm chặn ấy thì chúng ta có thể dùng capo 2. Các bạn dùng capo, các bạn cắm vào khoang 2. Đấy, ok chưa? Và sau đó chúng ta sẽ chơi hợp âm dễ hơn rất nhiều. Chúng ta có hợp âm son trưởng, đánh từ ngón này. Và ngón này vào đây. Ngón này vào đây. Ngón này vào đây. Ngón này vào đây. Đánh từ dây 6 cho đi. Sau đó là mi thứ. Một ngón vào đây. Một ngón vào đây. Sau đó là hâm đô trưởng. Một ngón vào đây. Một ngón vào đây. Một ngón vào đây. Đó, ok chưa? Đánh từ dây 5 chỉ đi. Sau lại son. Đấy, chỉ thế thôi. Thế các bạn thì toàn bộ hợp âm của nó chỉ có mỗi thế thôi, chứ nó không có gì nhiều. Thì anh em cứ đánh đúng là la, phát thăng thứ, rê, xong lại la. Tức là quay lại nhé. La, phát thăng thứ, rê, la. Xong rồi lại la, phát thăng thứ, rê, la. Còn nếu mà kẹp capo 2 chúng ta sẽ có son, mi, thứ, đồ, son. Xong lại son, mi, thứ, đồ, son. Thì tiếp theo mình sẽ hướng dẫn anh em về cái phần đánh tay phải nhiều nha. Ok, sau khi chúng ta biết bài này có hợp âm gì rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vào xem bài này nên chơi điệu gì. Và sẽ hướng dẫn anh em kiểu pam mưu 88 kiểu 3332. Với cả sẽ hướng dẫn anh em mà đánh theo kiểu mà nó đơn giản hơn một chút để nhớ mà anh em là muốn đánh kiểu nó nhẹ nhàng đơn giản thì vẫn có chơi cách chơi. Đó là như vậy thôi. Ok, chúng ta vào xem nhiều nha. Ok, về cơ bản thì ở trong bài này chúng ta sẽ đánh một cái tiết tấu nó nghe như thế này. Lại gần hôn anh. Na 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 na. Lại gần hôn anh. Đó, nó nghe như vậy. Tiết tấu của chúng ta rất là dễ, chúng ta sẽ đánh kiểu này từ đầu đến cuối bài luôn. Đấy là trước tiên anh em hãy nhớ chúng ta sẽ chơi hợp âm đấy là la, pha thăng thứ, rê, xong rồi la. Đấy, ok chưa? Tiết tấu.
Đó, ở cái tiết tấu này thì chúng ta trước tiên là anh em sẽ dùng palm mute, tức là chúng ta sẽ sử dụng cái phần này, đúng cái phần này, đúng cái phần này của tay này, đúng cái dọc này này. Các bạn sẽ để vào cái ngựa đàn này, đúng cái chỗ này. Chúng ta cho tay vào. Đấy, ok chưa? Chạm tay vào cái ngựa đấy, đúng giữa cái ngựa đấy, ok chưa? Sau đó các bạn kéo tay vào trong dây như thế này. Đó, ok chưa? Sau đó các bạn để tay vào trong dây như thế này. Đấy, xong chúng ta gảy. Đấy. Bình thường nếu như mà các bạn không để như này nhưng mà các bạn gảy thì nó ra tiếng như vậy, như thế này. Nhưng các bạn để palm mute vào nó sẽ nghe ra là đó, ok chưa? Đấy. Nếu các bạn để đúng này, đặt đúng vào đây, sau đó đưa tay vào gảy. Đấy. Nếu như mà các bạn thấy tiếng nó tịt như thế này thì có nghĩa các bạn để tay vào sâu quá, các bạn phải lùi lại đằng sau. Đấy, nó vẫn vang. Còn nếu như các bạn đánh nó vang quá thì có nghĩa các bạn để hơi xa, các bạn phải lùi vào. Đấy. Ok chưa? Cái tiết tấu này của mình nó hơi bị khó này. Đấy là các bạn sẽ phải nhấc tay lên, đập. Các bạn đập này, đập cái phần này, đập vào đây. Thích, thích, thích. Đó, ok chưa? Trong lúc các bạn đập như thế, vừa đập các bạn vừa đánh cho mình, vừa đập các bạn vừa gảy, nó sẽ như này. Đó. Đó, cái tay này của mình này, đánh vào đây, đồng thời đập vào đây, cả hai việc cùng một lúc. Đấy. Đó, ok chưa? Các bạn phải ngồi đập đến khi nào các bạn ra được cái tiếng. Đó, ok chưa? Đấy. Và các bạn sẽ đánh theo cái tiết tấu như này. Mình sẽ gọi cái đấy là attack mute. Đấy, ok chưa? Còn đây là palm mute. Đấy. Các bạn attack một phát, sau các bạn palm hai nhá. Đấy. 1 2 3. Cứ 1 là các bạn đập, cứ 1 là các bạn đập nhá. Thì tiết tấu của nó là 1 2 3 1 2 3 1 2. Cho 1 hợp âm. Ok chưa? 1 hợp âm đánh 2 lần cái đấy luôn. 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2. Đấy, ok chưa? 1 2 3 1 2 3 1 2. Đấy. Nó chỉ đơn giản như thế thôi. 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 1. Các bạn sẽ đánh vào 2 giây nhá, 2 giây nhá. 6 và 5 cho la trưởng. 1 2 3 1 2 3 1 2. Xong rồi kéo về. Đấy. Sang re thì chúng ta sẽ đánh dây 5 và dây 4 chứ không phải đánh dây 6 nữa. Chúng ta đập vào dây 5 và dây 4. Đấy, đơn giản thế thôi. Đơn giản là như thế thôi. Anh em hát ở chỗ này. 1, 2, 3, 4, 1. Khi đôi môi em còn đỏ mọng. Đỏ o để ra đánh nhá. Khi đôi môi em còn đỏ. Đấy, chứ không phải là đỏ đánh. Đỏ là đánh là sai nhá. Đỏ o mới bắt đầu đánh. 1, 2, 3, 4, 1. Khi đôi môi em còn đỏ mọng. Em hãy nói em yêu anh. Đấy. Như vậy thôi. Còn nếu như anh em muốn quạt trả ở trong bài này, chúng ta có thể quạt như này. Lại gần hôn ơi. Lại gần hôn ơi. Đấy, đơn giản như thế thôi. Ở tiết tấu này thì chúng ta sẽ đánh là xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống, xuống lên xuống, lên xuống lên xuống, lên xuống lên xuống, xuống lên. Đấy, nó nghe như vậy. Xuống, lên xuống lên xuống, lên xuống lên xuống, xuống lên xuống, lên xuống lên xuống, lên xuống lên xuống, xuống lên xuống. Khi mới em còn đỏ mọng. Này nói em yêu anh. Na 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 na. Đấy. Ok chưa? Tiết tấu này của chúng ta cũng khá là dễ thôi. Anh em đánh đúng như thế nhá. Xuống, nghỉ, nghỉ. Lên, xuống, nghỉ, nghỉ. Lên, xuống, nghỉ. Xuống, lên.
Đấy, ok chưa? Xuống, lên xuống lên xuống, lên xuống lên xuống, xuống lên xuống, lên xuống lên xuống, lên xuống lên xuống, xuống lên xuống, lên xuống lên xuống, lên xuống lên xuống, xuống lên xuống, lên xuống lên xuống, lên xuống lên xuống, xuống lên xuống, lên xuống lên xuống, lên xuống lên xuống, xuống lên xuống, lên xuống lên xuống, lên xuống lên xuống, xuống lên xuống. Đấy. Cứ như thế, hai lần như thế trong một bài hát. Một, à trong một hợp âm. Một, hai, một, ba. Đọc nhầm đấy, trời ơi. Một, hai, một. Đấy, các bạn chỉ cần đánh đúng những tiết tấu như thế thôi là chúng ta hoàn toàn có thể chơi được bài này luôn. Thì cứ điệp khúc anh em có thể quạt, hoặc anh em cứ chơi này từ đầu cuối bài. Bài này thì thường là nếu mà chơi có hai đàn trở lên thì sẽ vui hơn. Tức là một đàn thì cứ đánh thế này. Đấy, xong đàn kia thì đến đoạn điệp khúc ấy lại gần hôn anh. Đánh xuống một cái. Lại gần hôn anh. Sao em đến chơi vậy? Đấy, nó chỉ đơn giản như thế thôi. Về cơ bản thì cả bài này nó chỉ có mỗi thế thôi, chứ nó cũng chẳng có gì cả. Đấy, dễ thế đâu. Thế là chúng ta vào phần demo nhá. Ok, xin chúng ta biết như nào rồi thì bây giờ mình sẽ đánh bài này luôn. Nói chung bài này nó dễ lắm, nó không gì đâu. Bây giờ mình sẽ vào demo bài này cho bạn nhá. Khi đôi môi em còn đỏ mọng, em muốn nói em yêu anh. Khi bên con trong hơi thở, lại gần hôn anh đi. Khi con tim không còn trên đầu, khi hai má em hơi hay. Em nói em say tiếng đàn, vậy lại gần hôn anh đi. Lại gần hôn anh sẽ đến mặt trời. Lại gần hôn anh, hay em để anh chơi bời. Giờ còn đôi ta kia núi hay là nhà. Giờ còn đôi ta, em có muốn đi đâu xa? Lại gần hôn anh sẽ đến mặt trời. Lại gần hôn anh, hay em để anh chơi vơi. Giờ còn đôi ta, kia là núi đây là nhà. Giờ còn đôi ta, em có muốn xa. Khi đôi môi em còn đỏ mọng, khi anh nói anh yêu em, khi anh ta say giấc đông, lại gần hôn anh đi. Đấy, với các bạn thì bài hát nó chỉ thế thôi. Thì ok, hẹn anh em video sau khác nhá. Xin chào.